Này, tao thấy con Trang bảo nó viết thư gì cho mày. Mày đã đọc chưa đấy? Mày cũng biết cái thư ấy à? Bọn mày vào hùa với nhau đúng không? Không, tao có biết cái gì đâu. Chỉ nghe cái Trang nói sơ sơ là viết thư gì cho mày thôi mà. Mày đi mà nói với nó. Bạn bè chơi được với nhau thì chơi, không chơi được thì giải tán. Chứ đừng bày ra ba cái trò mèo đấy, như trẻ con ấy. Tao chơi với bọn mày nhiệt tình, bọn mày không coi tao ra gì cả. Thế nó viết cho mày cái gì sai à? Mày đi mà hỏi nó ấy. Xong chưa? Về đi cho nhà tao còn ăn cơm. Mày ơi, giờ con Yên nó điên lắm rồi. Mà mày viết cái gì trong thư để chạm vào dây thần kinh của nó thế? Tao chỉ viết thư xin lỗi thôi mà. Hay giờ nó giận quá, mình làm gì cũng không đúng ý nó nhở? Mẹ ơi, em nhím ị xong rồi. Này, thế đã nhá. Này, mẹ ơi, cho con mượn điện thoại con gọi bạn nhá. Bình thường đã chết dở rồi, lại thêm chuyện này nữa, không biết làm thế nào rửa sạch tội với nó. Này, tự dưng đang nói chuyện lại ngắt máy thế hả? Mà thế là cái con Hâm đấy, cuối cùng là nó giận cái gì? Đúng là cái con gàn mà. Tao là tao chịu rồi đấy nhá. Đã nói hết nước hết cái với nó đến như thế mà vẫn còn giận ý. Thế thì thôi. Ai gọi thế con? Ai đang nghe máy đấy ạ? Cháu Thỏ đây ạ. Cháu đang ở ngoài sân với cô Yên. Để cháu đem điện thoại về cho mẹ ạ. Nó hẹn gặp giờ này chắc là phải đang điên lắm đấy. Chứ sao? Mà lạ nhở, bình thường nó sẽ sồn sồn lên khi biết mình bàn tán sau lưng nó. Đằng này nhà nó im ắng một cách bất thường. Với cái tính khí của nó, mày nghĩ là nó sẽ làm gì? Bạn yêu à? Đi giao hàng cho thằng Hào à? Đưa đây tao bê cho. Mày định tặng quà bọn tao đấy à? Trời ơi, không phải làm thế đâu. Đáng nhẽ tao với cái Trang phải tặng quà mày, bởi vì đang có lỗi với mày mà. Cái này của mày, cái này của mày, cả cái này nữa. Cái gì đấy? Đây là đồ chơi tao tặng Cún mà. Ê, tao tặng mày cái này lúc mày cưới mà. Tao nhớ là tao xin làm tăng ca, phải ứng trước 1 tháng lương mới đủ tiền mua cái này. Thì tao trả lại mày đấy. Vàng đăng lên, lời nhá. Yên, mày trả đồ bọn tao là có ý gì? Cái ô tô này là mày mua cho Cún lúc nó lên 3 tuổi. Toàn bộ đồ chơi, quần áo ở đây là mày mua, tao trả lại. Máy bay, đồ chơi, máy ảnh, tất cả những đồ này tao cũng xin phép đưa lại cho mày. Còn album ảnh này là từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ của 3 đứa. Tao vẫn giữ, nhưng bây giờ ai giữ cũng được. Ghét cái mặt tao thì cắt ra. Yên, mày có biết là mày đang làm cái gì không? Mà chuyện thì cũng chẳng có gì to tát cơ. Bây giờ mày mang quà mày trả bọn tao như thế thì chẳng khác nào mày muốn đoạn tuyệt. Thì đúng rồi, đối với chúng mày thì làm gì có cái gì mà to tát. Vì chúng mày có coi tao là bạn đâu. Có cũng được, mà không có tao cũng được. Có ảnh hưởng gì bọn mày đâu. Mày điên à? Lớn đùng rồi chứ có phải trẻ con đâu. Bọn tao đã xin lỗi mày rồi, bây giờ mày muốn bọn tao làm gì mày mới bình thường. Lời xin lỗi của chúng mày chân thành quá. Ngày hôm qua tao rất giận bọn mày. Tao đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lão Hào nhà tao. Ấy thế mà lão ấy nhận hết mọi tội lỗi về mình. Sáng nay lại còn mua trà sữa
xong rồi dỗ dành tao nữa. Thế còn chúng mày thì sao? Bọn mày nói xấu sau lưng tao, như thế gọi là xin lỗi à? Cái đấy thì bọn tao sai. Bọn tao xin lỗi mày. Thế nhưng mà mày cũng phải hiểu, đấy chỉ là lỡ lời thôi. Không đâu Trang ạ. Những lời nói đó mới là những lời nói thật lòng của bọn mày. Bây giờ tao cũng biết sau lưng tao thì bọn mày nói gì. Uổng công tao bấy lâu nay lúc nào cũng lo nghĩ cho hai chúng mày đấy. Mày thôi đi. Tao bắt đầu bực mình rồi đấy. Sai ai chẳng có lúc sai. Nhưng mày cố chấp vừa thôi. Bọn tao muốn xin lỗi mày, muốn làm hòa mà có được đâu. Đúng, lỗi là do tao hết. Cho nên hai đứa chúng mày cũng không cần phải làm bạn với một đứa cố chấp như tao đâu. Dẹp đi. Thôi này, thế bây giờ hai đứa mày không nhịn nhau được một tiếng à? Tao chịu tới đủ rồi. Mày không biết ở xóm trọ nó hất mặt lên rồi mà tao phải đi nịnh nó từng câu một thế nào đâu. Ừ, chơi với nhau sẽ có lúc giận nhau. Nhưng mày thử nghĩ mà xem, nếu là bạn tốt ấy, người ta sẽ hiểu và từ từ bỏ qua cho nhau, chứ không phải là trả đồ như chia tay người yêu như này đâu. Thì đúng rồi, tao vừa nói là tao không muốn liên quan còn gì nữa. Bây giờ tao cũng biết tình bạn và cái tình yêu có người thứ ba là cũng dư thừa thôi. Trong mối quan hệ tình bạn này, tao là người thứ ba. Cho nên tao xin phép rút lui. Ồ, tùy mày. Cũng tại tao, tại chuyện của nhà tao, cho nên hai đứa mày mới như thế này. Làm sao mày phải nhận lỗi? Mày cũng đã viết thư cho nó. Làm được cái gì mình cũng làm hết rồi. Nó như con điên ấy, ai mà chiều nó được. Tưởng mãi. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình. Anh mà không vững, mẹ con em lưu siêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm. Chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái đào nó biết nhé. Cô mày trong tuyệt nghiệp không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục. Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi, với 3 đứa con cùng 7 cháu chắt.